rồi ngày mai xa cách. Cho nhau những đắng cay của cuộc đời khi tình mình vội tan theo gió mây. Là tiếng của nó chắc chắc nghịch luôn. Bát 16 còn đánh nhiều đôi loa, bát 25 đánh còn thua nó. Dòng JBL này bát đánh hay thật. Độ thông hơi. Màng loa siêu đẹp anh em nha. Màng giấy và gân gân vải tráng cao su ở ngoài. Mềm như lụa luôn, mềm như lụa này. Đó. Trùng đôi, trùng series. Đôi này nó còn cái tem nên là mới biết được series. Còn thường cái tem giấy này nó hay bị rách, nó mất, nó thường mất. Vẫn còn tem JBL này. JBL Control 8 này. Control 8 bán rẻ bằng Control 5 cho anh em thôi. Giá 5 triệu tại cửa hàng anh em nhé. Đấy, 049B và bên này 049A. Lần đầu tiên cửa hàng nhập nó còn cái series này nên mới nói với anh em. Chứ còn những cái dòng loa vỏ nhựa, cái dòng Control 5, Control 8 thì thường nó rách hết không còn. Bởi vì nó dán hờ hờ vào thôi. Dòng này công suất auto, trở kháng auto. Công suất từ 10 đến 150W, còn trở kháng từ 4 đến 8 ohm. Chia tay dìu nào nồng mến say, cho lòng thôi chúa gió. Vivo V25e mới, camera chống rung kết hợp 64 megapixel. Anh em ghép vào để nghe nhạc hoặc hát karaoke thì đó là tuyệt phẩm luôn. Cái dòng loa này thì cả bass, cả chép, cả lời, cả mid nó đánh tuyệt vời. Cửa trái tim van anh được vào, dù tình xót đau chung thân huyết đào, ngủ vùi với chim bao mùi niềm mắt xanh xao, nhưng em vẫn ngóng tim anh mở cửa. Gõ cửa trái của âm ly karaoke hoặc là cục đẩy của Nhật, của Mỹ đều được anh em nhé. Nói là giải bát nó đánh siêu ấn tượng. Bát 25 nhiều đôi đánh thua xa nó anh em nhé. Nếu còn loa cổ thì loa cổ bát 30 cũng không thể chấp được, đánh được cái đôi này nếu mà so tiếng bát. Bát nó mang giá trị thương hiệu rồi. Bát 16 và loa chép. Chiều cao của loa thì nó tầm khoảng 40. Tầm khoảng 40, chiều ngang là 24, chiều sâu tầm 23, giá là 5 triệu đồng, bán rẻ bằng Control 5 cho anh em.